Nhơn, ngày hôm nay thì Linh Anh có một khách hàng rất là đặc biệt. Cái khách hàng này sắp trở thành cô dâu rồi. Và Linh Anh đang tư vấn gói điều trị da cấy collagen để khiến cho cái khách hàng này trở thành cô dâu đẹp nhất. Nhưng mà bị cái là bé không có tin em mọi người ơi. Sao vậy, có sự kiện nào xảy ra trước đó không mà mình mất niềm tin như thẩm mỹ rồi? Em cũng nói thật với chị là kiểu em đi rất là nhiều cái thẩm mỹ viện rồi, nhưng mà không cái thẩm mỹ viện nào mà được như quảng cáo hết á. Rồi thậm chí là em còn dùng cả thuốc rượu này, rồi kem trộn nữa. Mà da của em không những không cải thiện mà còn kiểu kinh khủng hơn. Rồi mình dùng hết phương pháp rồi đúng không? Thì em cũng nói luôn nha, là tận mắt em thấy người thật việc thật thì em mới tin á. Không thôi em đi về. Rồi ok, bây giờ thì chị mời em vào để nhìn thấy khách hàng đang điều trị da bằng phương pháp cái collagen nha. Thì đây là khách hàng, bên chị đã xin phép quay lại lúc làm cũng như là sau khi làm để so sánh kết quả trước sau á. Hôm nay là buổi thứ hai trong liệu trình cái collagen rồi. Thấy da sao? Trắng sáng căng bóng luôn đúng không? Ủa chị, đây là cái máy cấy collagen cho khách đúng Ừ, không? đúng rồi, máy cấy collagen á. Không biết là có đau không nhỉ? Tại vì em rất là sợ đau nha. Đau là em dễ nảy lên em đi bé á. Cái này yên tâm, đây khách hàng bên chị nè đang nằm thư giãn nha, không có đau rát khó chịu hết trơn á, thậm chí là ngay cả em cũng vậy nữa, lên giường nằm làm liệu trình là bắt đầu khoảng 15 phút sau đã ngủ rồi, rất là thoải mái luôn, yên tâm nha. Chị ơi, không biết là chị có đau không ạ? Rất là thoải mái. Mọi người ơi, mình nhìn nha, đây là hình ảnh khách hàng bên em trước khi cấy collagen. Lúc này thì da mặt của khách hàng bị thâm sạm rất là nhiều nha, tàn nhang rất là nhiều luôn, làn da đang bị khô nè, mất cái độ ẩm nè, thiếu hụt collagen, cho nên là bác sĩ đã lập phác đồ điều trị để cho khách hàng cấy collagen để phục hồi làn da, làm da tươi sáng và rạng rỡ hơn đó. Em nói luôn nha, là cần 2 tháng nữa thôi là em sắp đám cưới rồi ạ. Cô Là dâu em rồi đúng đúng không? rồi, là em chỉ cần làm 1-2 buổi là phải đẹp ngay đẹp luôn cho em. Rồi. Chứ mà liệu trình 4-5 tháng là thôi em không làm đâu, em đi về chị ạ. Rồi, em yên tâm đây. Đây là người thật việc thật đây. Chỉ sau một buổi đầu tiên thôi là da đã cải thiện rồi. Cho nên là em cũng vậy thôi. Sau một buổi đầu tiên là da mình sẽ cảm thấy là cái sự khác biệt liền, trắng sáng là khỏe hơn nhiều rồi. Cái này mình yên tâm nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình chúc chưa? Rồi ok, Chúc mình làm chưa? luôn nha chị. Rồi ok, thì mình xin dưới nha. Dạ.